Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 9, 0. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4191, 4489, 3914. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2524. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85601, 28788, 77598, 53243, 95456, 80798, 46147. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 61472, 28640. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06394. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 98034. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 529215. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 529215.